Anh Nguyễn xin chào các bác nhé. Bây giờ anh Nguyễn sẽ hướng dẫn các bác cách lấy lại tần số của mic khi mà cái tần số của đầu thu này với tay mic này bị lệch nhau. Khi mà tần số của đầu thu và tay mic bị lệch nhau thì sẽ không bắt được các nhé. Hiện tại là cái mic này, hiện tại bây giờ em có một cái mic Delta UR24D 24D này. Thì bác nhìn đây là đang hoạt động bình thường nhé. Đây là dòng mic thông minh này, tự ngắt này. Các bác nhìn đây. Cái mic này nó sẽ có hai tay, kênh A và kênh B. Thì cái mic này là nó đang hợp với là kênh A, còn mic này hợp với kênh B. Nhưng có thể các bác đảo mic từ bên này sang bên này được và từ bên này sang bên này được. Được chưa? Thì em thử mic nhá. 1 2. Đây cái mic này hoạt động ở kênh A thì bác nhìn này. Cái tần số nó báo ở cái màn hình ấy, đầu thu là 749 500. Thì ở tay mic cũng báo vậy. Tay mic cũng báo là 749 500 đúng không? Hoạt động tốt này. Một tay mic 1 2 3 4 5 6. Và tay mic thứ hai mình nhìn đây là 779 500. Cái này là 779 500. Đấy. 779 500. Thì vô tình một ngày nào đó có thể là cho các bác lau chùi dọn dẹp vân vân này, hoặc bấm nhầm sai, bấm nhầm sai ở trên cái màn hình này. Giả sử nhá, cái mic tay B đang hoạt động ở tần số 779 500, thế giờ mình ấn sai nhé, mà vô tình ấn sai nhé, ấn sai nhỉ, giờ ấn sai này, bây giờ là ấn sai nhé, vô tình là 778 đúng không? Không không, các nhìn đây. Đây là 7950 đúng không? Lô, lô. Mic vẫn sống bình thường đúng không? Vẫn sống bình thường này. Cái mic bên này là trùng tần số giữa tay mic và đầu thu này. Bắt đầu này. Lên. Thì giờ bằng cách quét lại tần số giữa cái tay mic bị sai với cái đầu thu và kênh bên bị sai đấy. Kênh này, kênh B đang bị sai đúng không? Kênh A cũng vậy nhá. Cái này là tần số đang 779 500. Hơi lóa. Thế giờ làm nào để nó có tiếng thì phải quét lại như sau. Thì thứ nhất là bác sẽ tắt em cái mic đi. Đây bác nhìn đây. Tắt cái gì chưa? Tắt bằng ấn và giữ nguồn này. Ấn và giữ cái nút mu này bác này. Này. Đấy. Tắt nguồn, để ra bên nhá. Bây giờ bác nhìn với em đây, thì khi bác quét lại số thì bác sẽ ấn cho em nút menu này, ấn hai cái, 1 2, ấn 1 2 cái khi nào thấy cái đèn đỏ nhấp nháy đây, nhấp nháy ở cái điểm mà có chữ mà xin, tức là đồng bộ hóa, xin nghĩa là đồng bộ hóa, thì bác sẽ đưa cái chỗ vị trí mà có chữ mu này, đấy mu, tức là cái phím tắt một nguồn đấy. Dí sao vào đây. Đấy, dí sát đây. Thì lập tức nó sẽ tự đồng bộ hóa giữa tay mic đầu thu ấy. Em ấn nhá, mà nhìn đây. Em ấn này. Một tay em làm, một tay em cầm điện thoại, cái khó, mọi nhìn nhá. Em ấn này. Đây, phím mềm. 1, 2. Nó nhấp nháy này. Được chưa? Chưa được, phải kiên trì nhá, em ấn nhá. Lê. Chưa được, phải kiên trì. Này, tay em ấn khó quá. Một, hai. L. Đấy, khi bác làm nhé, thì bác chú ý em này. Cái bên này mất nhé, thì bác sẽ quay sẵn cho em. Cái chỗ này, một tay bác quay vào đây, và một tay bác nháy vào nút hai cái. Nháy hai cái em bị nhé. Cái này em vừa làm một cái 1 2. Đấy là nhấp nháy có thể giữ này. Thế giờ sẽ đồng bộ hóa này. 779.500. Lên. Đây hoàn thành không nhá. Bây giờ hoàn thành này, xong này. Là kênh B hoạt động tốt này. Kênh B hoạt động tốt.
Đấy. Cái mic nào nó ăn được tiếng nào thì nó sẽ ghi ba. Alo, nó sẽ nháy đèn này. 1212 và trùng tần số. Đấy, cái kiểm tra đầu tiên đấy các bác nhá. 4749500. Một con này. Sau này. Lê. Lê. 7495. Đấy, và xong là khi mà các bác chú ý là các bác sẽ ấn em là hai cái, đúng không? Xong rồi đúng không? Ấn hai cái này. Và bác một tay bác quay sẵn đây nhá. Quay sẵn cái chỗ mu này, quay sẵn cái chỗ màu đỏ xin đấy và ấn hai cái. Khi nào mình ấn là mình nhìn này. Tay em một cái em quay máy. Một này, hai đấy nháy nháy bác đưa đây. Đã được, lô. 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 Đây là tay mic bác hoàn thành nhá. Tay mic hoàn thành này. Tần số báo là lên hoàn thành. Đây là cách quét lại tần số khi hoàn thành xong. Thế giờ bác muốn thay đổi lại tần số nhá, bác không muốn ở cái vị trí mà 780 này nữa, bởi vì là cái ở nhà bác có nhiều phòng mà nhiều bộ tay này, bác muốn thay đổi đi, không nó trùng nhau nó sẽ bắt. Khi mà hai mic nhá mà bắt trùng tay mic ấy, nó sẽ bị díu. Thì bác chỉ cần ấn em này, ấn vào giữ nhá, ấn vào giữ em này trong 1-2 giây thôi, ấn giữ này. Khi nào bác thấy nó nhấp nháy màn hình này thì bác dùng mũi phím lên xuống này, thay đổi này. Lên xuống, đấy. Rất rồi. Xong bác ấn lại nút tổ hóa này thì nó sẽ dừng lại. Khi nó dừng lại rồi, khi dừng lại thì bác sẽ ấn, tức là bác đưa cái mic bác khởi động lên như em sẵn đây nhá. Bác phải đưa cái đuôi này vào đây, chỗ computer này. Thì vào, bác nhấy kép hai cái. Rồi nhấy kép hai cái em nhấy thử nhá. Một tay em cầm máy nó khó. Một, hai đấy, em biết đấy. Xem hợp chưa? Lê. Lê, lê, ok. Là ok nhá. Thế em nói lại này. Tức là muốn thay đổi lại tần số, muốn thay đổi lại số thì bác cần giữ cho em nút menu này. Bên lạ vậy, bên này thế mới nhá. Lấy bên này cũng như vậy thôi. Sai bên nào mà làm đấy, hoặc là thay đổi bên nào thì làm đấy. Bác giữ cho em này. Giữ cho em khoảng đấy. Khi nào nó nhấp nháy này thì bác dùng phím lên xuống màu xanh này thay đổi này. Ví dụ đây em thì đủ thay đổi nào là 750. Khi đổi xong rồi thì bác ấn nó dừng lại khi máy nó ấn một cái thôi đấy, các bạn dừng lại thì tần số đây là đang là 780 250, đúng không? Các bạn nhìn đây này thì là được rồi. Đây còn em thay đổi lại cái số này nhá. Em đi lên này. 500 nhé, vẫn phải dừng này. Đấy, sau đó em 500, 500 mới là 250, lê, lê. Không bắt được đúng không? Lê, quay lại này, quay đít vào. Quay chỗ mute vào này. Ấn 1 2, đấy. Nhấp nháy được. Lê, 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 ok. Coi như là đã dò xong. Thế thì bình thường anh em nhé. Bình thường này thì cái nút lên xuống này, nút to nhỏ vô lượng tốt nhất là này, là tốt nhất vào này. Nó to quá. Nút to nhỏ vô lượng đây tốt nhất là 18 và nhỏ nhất là 0. Khi mới dùng một để em chế độ khoảng 14 thôi, 14 là hợp lý, hoặc hơn một tí. Lên, lên, 1, 2, 3, 4. Hoặc tăng một tí lên 15. Hoặc đấy là sao cho mic nó thoát. Đấy, 15. Lên, lên. Khi hoạt động bên nào cái đèn này chớp nhau nhé. Lên, lên, lên. Hoàn thành. Thì đây là cách mà quét lại tần số. Bên này vậy, tức là bác muốn vào menu, mới vào menu đó thì ấn giữ này. Khi là nhấp nháy thì dùng phím xanh này lên xuống thay đổi tần số, xong ấn lại để dừng lại. Sau đó muốn dò lại thì quay cái này vào đúng cái bên mà mình cần quét lại, ấn nháy hai cái để nhấp nháy thì tự đồng bộ hóa giữa tay thu, tay mic và đầu thu. Theo hướng dẫn như vậy, các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 140. Chào các bác nhé.